Rồi tôi về đây. Đồng quá, đồng luôn. Anh em tôi qua Campuchia đi, túc Campuchia đó nghe. Để đò quá trời luôn ta. Đây đây đây. Nè nè nè. Đi túc túc nha. Kia cho bác bạn thiếu tiểu nè. Giờ tôi mua nhãn xuồng. Ủa nó không bự, cái bự lại lùng thịt. Quá bự luôn. Ký 50, ký 50 bát. Chúng ta làm. Bát lắm con. Em tôi vượt biên đang hủ tiếu bò. Hủ tiếu bò đi khuya. Mì bò. Chúng ta đã thưởng thức hủ tiếu bò Thái Lan rồi, giờ là hủ tiếu bò Campuchia. Quá. Nóng rồi, đợi xíu. Việt Nam có hủ tiếu bò đấy, món phở quán hủ tiếu bò Việt Nam chưa? Việt Nam có phở bò. Nóng hỏi. Thiếu mì không? Đồ thiếu tôi nha mọi người. Trời ơi. Còn giờ hủ tiếu tái. Có gọt xương bò. Trời ông hút vậy, hút nào à. Quá ngon. Nè tè nha bạn. Đang có gì hay nhảy à? Đây nè tôi về đây. Lên xe à? Rồi 618 lên xe. Lên. Thành vô kìa. Nào vô xe lên xe đi về. Con này lên xuống thành không? Vô cái thành đây. Về. Anh em tôi đã tới cái sáng. Đậu ra đây, trời ơi, tôi nói khuya không biết đêm dài. Nó bự ghê trời. Xăng nó bự 10 mẫu. Đây đậu ra mọi người. Ba đậy đậu ra. Đậy đậu ra. Em tôi bây giờ đã tới 7 nha mọi người. Kiếm gì ăn uống. Siêu đi bây giờ cũng là 1 giờ mấy 2 giờ khuya.
Ngày thứ sáng này là ở bên Thái Lan, đầu tư bên bên Campuchia nha mọi người. Cái bên này bán y chang Thái Lan luôn, không có gì khác gì hết trơn. Đi tiếp đây. Tôi đã tới Việt Nam và số ký giấy chữ dàn chưa mọi người, chữ khẩu Việt Nam. Việt Nam rồi nha mọi người, tới Việt Nam rồi. Thank you.
Sa môi bên trong bạn với Hạnh hả? Chở đậu, chở gì vậy? Nó đang lớn chứ, này nó đang lớn không? Chở lên. Mai ở chợ Bến Đò à? Kính mời và kính mời toàn thể các anh chị và các bạn và các em đi đâu mà dậu mà già cứ dành chân cái lại cho hàng một lần cũng. Đây, em tôi về tới nhà nha. Bà từ trên tới cây. Để ra xe cho vô. Cám mùi. Tao trốn trên té rồi. Dạ tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.